chào cả nhà, chào cả nhà nha. Nay đặt ếch tiếp cả nhà ơi. Đực thì hôm nay đực ra tay đặt nha cả nhà. Mình cầm máy chốt đực đặt nha. Cái lợp mới vô tới cánh đồng, lợp này lợp đầu tiên luôn. Ừ. Được đặt nha cả nhà. Quá trời anh này, anh bài rồi cả nhà ơi, anh bài anh dẻo quá trời cả nhà ơi. Một tay thiện xạ đặt lập ếch mà giờ này anh bài dẻo dữ lắm rồi. Vậy là đã xong một cái lập nha cả nhà. Tới cái thứ hai cả nhà ơi, thì anh em mình đặt cũng vẫn là mồi cá sình nha. Vô cánh đồng cũng mới xạ, ếch nó cũng chưa có gom lên nhiều nữa cả nhà. Thì anh em mình sẽ quay cái này đi rồi anh em mình sẽ đi đặt nha. Mời cả nhà cùng đón xem thành quả của anh em sáng ngày 10 sẽ ra sao cả nhà ơi. Hẹn cả nhà lại sáng ngày 10 nha. Sáng nha, giờ đi anh em mình đi cuốn lợp. Giờ lên dẫn xe ra cái mập cho xe tao qua cái. Giờ này cũng sáng rồi cả nhà ơi. Anh em đi dỡ là vết. Hôm qua không đúng giờ đúng như vậy. Cái đầu tiên không biết sao đây có không bộ. Cái đầu tiên thấy thật kỳ vậy ta. Mình đi dài dài vô luôn cả nhà ơi. Tới cái thứ hai nha cả nhà. Cái này thấy có nè. Thấy nó lú đầu lên đó. Có không? Không bồ. Nhỏ hả? Thôi kệ đi. Nhỏ là nhỏ, có là được rồi. Tiếp theo dài vô trong kia. Khung cảnh buổi sáng cả nhà ơi. Cái này thấy có cả nhà ơi. Thấy có nhảy lâm chấm mấy mấy con bộ. 3 con luôn. Ồ 3 con luôn hả? Ồ. Ngon lên. Ngon ngon ngon. Tao đưa lên coi. Ba con luôn cả nhà ơi. Ba con luôn cả nhà ơi. Ếch bự không? Được không à? Ồ. Ếch được được không nè. Ếch không có nhỏ cả nhà ơi. Ủa, con này bự dữ. Thôi ơi nó đã. Một bé. Quá em, một em. Hai em. Bự không? Bự không cả nhà ơi. Ba em. Rồi. Rồi mình đi tới luôn cả nhà ơi. Mấy con thấy nhảy dưới bộ. Hai con cả nhà ơi. Hai con hả? Hai con nữa. Hai con cả nhà ơi. Cá chạy con hai con vậy là được rồi. Im rồi. Quá im. Dưới bộ. Gì dưới vậy bộ? Ếch bự không trời ơi bự. Ôi ôi ếch đã. Ếch bự không cả nhà ơi. Không có ếch nhỏ. Dưới cái gì kéo cái người lại đâu bên đó đâu. Quá im cả nhà ơi. Tới luôn. Cái này hai con nữa cả nhà ơi. Mấy con? Ba con. Ba con luôn hả? Ba con nữa cả nhà ơi. Rồi bò qua bên kia, bò dưới cái bên kia nữa cái sao bò. Cái bên luôn cả nhà ơi. Cá bên đó không biết có hay không đây. Tiếp theo nữa nghe cả nhà. Thì
Thì anh em mình dỡ cái này xong đi rồi anh em mình sẽ đi thăm các kho bột. Rồi cái này chưa quá cả nhà. Thôi thì bây giờ thì ớt cũng bằng xong rồi cả nhà ơi. Anh em vừa tới nhà nãy giờ bằng ớt xong rồi. Ớt nướng chấm với muối ớt nha. Muối ớt này cả nhà. Đang đốt. Rồi phải có than rồi sẽ nướng nha cả nhà. Than giờ này cũng có than rồi cả nhà ơi. Anh em đốt nãy giờ. Giờ này gấp ít để lên nướng. Với có còn cá lóc nữa nướng cho bà xã luôn cả nhà ơi. Anh em đi đặt lợp qua được mới nha cả nhà. Qua đặt lợp được mới. Mới rồi bắt hai vài con. Mình nướng luôn. Nướng đây hồi đó các anh em ăn. Sôi này cả nhà. Này nướng quá là họ nó chén ớt thần thánh kìa nó trời ơi nó ngon cả nhà ơi. Ớt nướng tới một chuyện quá thơm. Thơm dữ lắm rồi. Cá lóc thịt nướng, ớt cũng nướng. Tới công chuyện bữa nay rồi. Chắc có lẽ một số người không chưa biết ăn ít để già này quá. Giờ này vàng tươi luôn cả nhà ơi. Giờ ta vàng luôn rồi, ngon quá. Này chấm ớt. Giờ nướng ớt kèm thêm số lòng heo này nữa cả nhà ơi. Lấy má lòng heo này ra nướng luôn. Món này là quá. Món này món phụ nghe nhà. Món này món phụ, món phát sinh. Phát sinh thêm. Món phát sinh chứ không phải là món phụ. Con này chín luôn rồi. Món này là món phát sinh. Lâu thôi. Ba thê cái dĩa này rồi, hấp dẫn dữ lắm rồi. Chắc là anh em cũng làm sương sương quá. Cả nhà cũng thông cảm cho em nha cả nhà. Hôm nay cũng lâu quá, không có nhậu cả nhà. Cái dĩa xuống đây đây. Đây hấp dẫn dữ lắm rồi cả nhà ơi. Ngon lắm mà mình nướng thì hơi đen thôi. Hơi đen nha cả nhà. Chứ cũng không nên đổi.
ăn cho lắm rồi cả nhà ơi. Nãy giờ là em trả nước miếng lạp đạp lạp đạp rồi đó. Chị chạy hôm chị nãy giờ em cầm máy quay mà em ở hoài luôn. Anh sẽ nghe cho đừng cung máy quay nha. Giờ nãy sợ không chín nha nhà. Sợ không chín giờ cắt nhỏ ra cho nó quá chặt hồi cắt nó bớt luôn. Cho nhà có thương anh em mình thì cho anh em mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Khác bộ khác. Qua wow, tới công chuyện rồi cả nhà ơi. Chiến mua ớt thần thánh nữa. Có chứ nó làm rồi à. Mấy cái nhỏ này thì chín hết rồi. Mấy nhỏ chín rồi, họ bỏ vô. Cái này mình cắt ra, cái này mình nướng nhẹ cái hai đầu, cái bề hai đầu nó là xong cái nè. Ớt thì anh em đi bắt về tự có, không có mua. Ruột này thì bà xã có mua. Nước này lẹ phú ơi, thèm lắm. Được lắm rồi cả nhà ơi, nó vàng coi nè. Hết biết rồi. Nó vàng vậy là được đó. Tới một chuyện rồi, tới một chuyện rồi. Quá rồi cả nhà ơi. Ê, vớt, ê, vớt, ê, vớt. Đây. Ngồi vớt luôn. Thiệt là cái tình. Giờ này nướng xong cả nhà ơi. Hấp dẫn quá được. Dễ luôn. Sao được phụ bả. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Hết biết rồi. Dữ lắm, ngon rồi. Rồi, vô anh em ơi. Ly gì không lấy ly thêm. Hai ly thôi. Hai ly gì? Sáu chạy dưới lấy hai ly về luôn sao? Tao đứng rồi. Mẹ, tao dính nó đầu mà dính lên láp. Thôi rồi, vô. Qua kêu lấy về đi, không lấy. Em nhậu ở đó vô trước đó. Thôi, uống đi. Được rồi. Vô. Rồi, vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà uống với anh em mình ly rượu nha. Thương ơi, bố đang dịch 5 lít rồi. Cái rẽ cá lóc kia thì mạnh lắm, rẽ cá lóc này yếu xìu rồi. Quay về tôi có mày không? Mấy cá lóc mượt. Đâu muốn rồi hả? Cố rồi. Ở nhà ly rượu nha. Là trời đá hồi chết cà tre tao luôn. Đá đi, đúng rồi đá đi. Thôi rồi, sẵn bếp lửa kìa. Mời cả nhà miếng ruột nướng nha. Trời ơi, nhà cá lóc nướng ngon quá không? Tâm lý chừng nào xác định, chừng nào thì lấy được không? Không ngờ cũng thấy ngon ngon lắm ông hả. Là cái đùi nha cái đùi ớt nha cái nhà. Bảy người ruột đây. Thôi không được. Giờ có nướng thêm gì không nè? Biết đường này ruột còn nè. Ngon dữ lắm, ngon rồi. Tôi cũng chưa. Mời cả nhà nha. Đầu hết nha. Về bữa vậy hả? Bữa giờ.
giật cái đó nó bù lại đó. Tức không kéo được, không lại kéo ra đằng đó đó. Mà nó để trên đó là mà sợ gió à. Mà bay gước anh kìa bà. Qua. Chưa mới nhậu. Thôi đi. Bữa mướn máy bay chở cái chốt luôn trời. Nó không lạnh được chứ. Bà đã luôn hả? Ừ. Mấy cái chốt mà chịu à. Mấy đầu chứ mấy cài, chở nó sốc. Gan cá khờ kêu luôn. Rồi cái ghe chạy đi hơn khúc gần cây số hơn cây số đó, ông nội nào suy nghĩ ra mướn máy bay. Ai? Ai mướn? Cái hầm đâu nó nói đâu đút dưới đây nè giữa ruộng. Thôi. Nói thiên cơ đi giống rồi đó. Cái thằng mua cá nó nói luôn mày nói gì vậy? Gì hả? Trời ơi trời. Dũng nó nói á. Dũng heo á, Dũng ấm á. Qua ngon. Anh chụp cái đó cho họ dạ bu lại đó nữa. Rồi xong rồi gió nó sấy ha. Cá chóc xuống dưới nó nổi kìa. Thôi thì giờ mình tạm cho nó bếp đi. Nha. Thì anh em tạm dừng clip tại đây cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.